Các bạn có từng thấy một gia đình cực kỳ thú vị như thế này chưa? Những đứa trẻ sống ở đây đều có một siêu năng lực khác nhau, mỗi người lại có cái hay riêng của mình. Do có khả năng đặc biệt đến như thế, nên họ đã bị các thế lực xấu xa trong vòng thời gian dòm ngó rình rập, muốn cướp đi sức mạnh của những bạn trẻ dị nhân ấy. Diễn biến câu chuyện sẽ ra sau? Nào cùng Đầu Gấu Review theo dõi cả bộ phim nhé! Trong lúc Harvey đang trên đường về nhà thì gặp một người đàn ông mắt trắng lướt ngang, cậu không quan tâm vừa mở cửa ra, đồ đạc trong phòng lộn xộn đến bất thường, như có ai đó đã đột nhập vào căn nhà. Harvey vội vàng chạy ra ngoài vườn, thì nhìn thấy ông nội đã nằm gục dưới đất, kẻ máu lạnh nào đó đã cướp đi đôi mắt của ông ấy, và bảo với Harvey hãy đi đến hòn đảo ở Kenholm mà ông đã kể cho cậu nghe về gia đình đặc biệt thì mọi chuyện sẽ rõ. Ngay lúc ông qua đời, Harvey đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ từ trong rừng bước ra, đứng sau lưng người phụ nữ. Đột nhiên nó đã biến mất một cách lạnh lùng, vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của ông, nên cậu cùng bố lên đường đi đến hòn đảo ấy. Ông bố chiều con chứ cũng không tin về chuyện trại trẻ đặc biệt mà ông nội kể với Harvey, đành nhờ hai thổ địa ở đây dẫn Harvey đến nơi mái ấm kỳ lạ. Nhưng ngôi nhà đã bị phá hủy từ đâu? Cậu hỏi thăm một ông lão và biết được ngôi nhà đã bị bom đạn tàn phá vào năm 1943 và không ai còn sống sót cả. Tối đó Harvey vẫn không hiểu vì sao ông nội lại kêu mình đến đây. Hôm sau cậu quyết định vào trong ngôi nhà hoang này để tìm kiếm thêm manh mối. Harvey nhặt được một bức ảnh các thành viên trong gia đình. Khi vừa bước lên tầng 2, bất thình lình bóng một cô gái xuất hiện, khiến cậu sợ hãi bỏ chạy đến nỗi ngã sấp mặt. Khi tỉnh dậy thì chứng kiến những người trong bức ảnh đứng ngay trước mắt mình. Hóa ra những điều ông nói là hoàn toàn có thật. Cô Paris biết trước cậu sẽ đến đây, nên nhờ mọi người đón dẫn cậu vào cánh cổng thời gian. Harvey lo sợ mình gặp nguy hiểm, nên đã chạy về quán trọ báo tin. Nhưng mọi người muốn bắt giữ cậu vì nghi ngờ Harvey là gián điệp. Bất ngờ thau nồi chén dĩa từ đâu bay tới loạn xạ phi vào mặt nhóm người đó, y như mấy bà hàng xóm phang nhau ngoài đường. Thì ra là Akina đến cứu Harvey. Ra ngoài cô còn châm lửa đốt cả nóc nhà cho nó máu. Cả ba cùng nhau lên xe ngựa bỏ chạy. Ở đây là nơi vòng lặp thời gian năm 1943, lúc chiến tranh. Harvey không bị nghi là điệp viên thì mới lạ ấy chứ. Họ dẫn Harvey về đến nhà gặp gỡ cô Paris. Cô ấy cũng rất vui tiếp đón cậu hết mình. Tại mái ấm này có rất nhiều điều kỳ ảo. Ngoài Akina có đôi tay lửa ra, cô bé sở hữu khả năng làm cho thực vật sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng. Nhìn đứa bé nhỏ nhắn thế này thôi mà sức mạnh thì như người khổng lồ xanh, vác cả củ cà rốt khổng lồ như chơi. Còn có hai anh em sinh đôi lúc nào cũng đeo mặt nạ, cậu nhóc có thể thổi ra cả bầy ong chuột, chơi bóng cùng với cậu bé tàng hình ảo vãi cả đái ra. Đây đúng là xứ sở siêng năng lực trong truyền thuyết. Từ khi lần đầu gặp nhau, Eva đã có cảm tình với Harvey và nhờ cậu hãy buộc sợi dây vào eo mình để đưa chú sóc vào ổ trên cây. Cô phải mang một đôi giày 20 kg, bởi cơ thể Eva nhẹ như là quả bong bóng bay, không nắm chặt lại bay ra ngoài vũ trụ thì ối rồi ôi luôn. Đây mới đúng là có không giữ mất đừng tìm này. Không thể nói đến anh chàng Ama có siêu năng lực hồi sinh điều khiển mọi vật chủ đã chết. Sức mạnh này mình thấy ghê gớm nhất. Nếu triệu hồi các ác thần hủy diệt thì khủng khiếp hơn nữa. Tất cả mọi người họp mặt lại ăn tối có vẻ ấm áp quá. Mỗi lần ăn là cậu nhóc này phải che mặt lại không cho lũ ong bay ra ngoài. Thêm cô bé độc lạ có cái miệng sau cổ, bao món như là cái máy điện đi nhậu thì các bia thủ chỉ có nước quỳ lại. Một anh bạn có thể chiếu lại những sự việc ở quá khứ thông qua màn ảnh. Về phần mẹ nuôi Paris, cô là người đặc biệt có thể biến thành chim và thay đổi các dòng thời gian. Sau khi kêu mấy em đeo mặt nạ phòng độc vào, vô số các máy bay chiến đấu bay đến. Một quả bom được ném thẳng xuống ngôi nhà. Cô Paris nhấn chiếc đồng hồ khiến thời gian như bị ngưng động lại và chỉnh về 24 giờ trước. Mọi thứ đang quay ngược lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây cũng chính là cách mà mọi người luôn sống an toàn ở nơi này, né tránh được mọi mối nguy hiểm ở tương lai. Harvey muốn hỏi cô Paris về cái chết của ông nội đã bị ai đó lấy đi cặp mắt, nhưng cô lại làm lơ không muốn nói đến việc này. Sau đó Ama dẫn cậu đi xem một thứ kinh hoàng. Ama đặt trái tim vào người Victor, xác chết đã sống dậy hoàn toàn. Victor cũng mất đi đôi mắt y như ông. Chưa biết lý do ra sao thì Harvey đã xách dép bỏ chạy xuống lầu, gặp ngay mọi người đang đứng chờ sẵn. Do đã đến giờ cả mái ấm đi dạo hóng mát, Harvey tâm sự với Eva và hỏi ai là người đã giết chết Victor. Cô liền dẫn cậu lên con thuyền đi ra ngoài khơi. Eva muốn cho Harvey biết một bí ẩn gì đó, cô liền nhảy xuống biển. Thế là Harvey cũng đã nghe lời lý trí nhảy theo. Hai người bơi xuống tận đáy biển, đứng trên một con tàu khổng lồ đã bị chìm lâu năm. Dưới đây có rất nhiều hài cốt còn sót lại. Eva dẫn cậu vào một căn phòng, rồi dùng hết hơi thở thổi mạnh đến mức làm cho nước bên trong bị đẩy ra hết bên ngoài. Đúng là ảo vãi cả trường các bạn ạ. Eva giới thiệu đây là căn cứ bí mật của mình. Không khí quá lãng mạn khiến hai người suýt nữa hôn nhau rồi. Nhưng Eva muốn cho cậu xem về những kỷ vật mà ông để lại, dặn cô cất giữ trước khi nghỉ hưu ở mái ấm. Đó là các bức ảnh của những kẻ xác sống ở vòng thời gian khác, và người mà Harvey thấy ở nhà chính là Bali, kẻ đứng đầu lũ quỷ hồn. Lúc về đến mái ấm, Harvey và Eva đã lén lút xem cô Paris tận tay giết một con quỷ hồn do vòng lập của mình tạo ra. Hắn chính là kẻ đã sát hại Victor. Không ai có thể nhìn thấy quỷ hồn ngoại trừ Harvey. Cô Paris chỉ canh thời gian và bắn hạ nó. Đó cũng chính là siêu năng lực mà Harvey có được từ ông nội. Cậu có khả năng nhìn thấy được những con quái vật tàn hình.
Cuối cùng cô Paris cũng đã kể ra hết mọi chuyện cho Harvey biết về một thế lực đen tối đặc biệt. Bali là kẻ đứng đầu, họ chuyên bắt những người như cô Paris là chim thời gian để thí nghiệm, muốn có một nguồn năng lượng bất tử, nhưng kết quả lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Những kẻ xấu xa đã bị biến dạng trở thành những tên quái vật với bộ dạng to lớn gớm ghiếc, gọi tắt là hồn rỗng. Qua nhiều năm, bọn chúng đã tìm ra cách giải quyết, bắt đầu săn lùng những người dị nhân, đặc biệt là trẻ em có siêu năng lực nhằm cướp lấy đôi mắt. Khi bọn họ ăn đủ số lượng mắt thì từ một hồn rỗng tàn hình có thể hồi lại hình dáng thành người bình thường, và chỉ Bali cùng đồng bọn hắn mới làm được. Một số quỷ hồn khác vẫn còn rất nhiều ngoài kia. Điều đó chính là lý do mà ông nội của Harvey đã bị tấn công, và cô Paris đã tạo ra các vòng thời gian mới để bảo vệ những đứa trẻ, khiến chúng tuyệt vọng trong công cuộc tìm kiếm. Tưởng chừng mọi thứ đã an toàn, bất ngờ một bà chim ở vòng thời gian khác đến báo tin rằng Bali đã tấn công vòng thời gian của bà ở năm 2016 tại Blackpool và giết toàn bộ những đứa trẻ tại đó. Hắn đang cố gắng thực hiện lại thí nghiệm đã thất bại bằng cách sử dụng nhiều chim thời gian hơn để đạt được sức mạnh bất tử. Lo lắng có thể chúng sẽ tìm đến đây gây nguy hiểm cho cả mái ấm, nên cô Paris cùng lũ trẻ nhanh chóng sửa soạn đồ đạc để rời đi càng xa càng tốt. Nhưng Harvey không thể đồng hành cùng mọi người vì còn có ba mẹ đang chờ ở nhà, nên cậu quyết định quay về. Ở tình thế khác, khi Harvey trở lại thế giới hiện tại thì cận cảnh một người dân bị mất mắt cả thân xác nằm trên hòn đá. Cậu nhận ra bọn quỷ hồn đã đến đảo, bèn quay trở lại hang động để cảnh báo cho mọi người biết quỷ sắp đít tới nơi rồi anh em ơi. Tuy nhiên có một người đàn ông lạ đuổi theo cậu. Harvey không hề hay biết Bali đang theo dõi mình. Hắn có thể thay đổi hình dạng như 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không. Bali tiết lộ hắn đã cố lấy thông tin địa điểm vòng thời gian của cô Paris từ tay ông nội, xong đã cho đàn em hồn rỗng trừ khử ông ấy. Bali khống chế Harvey buộc cậu phải dẫn hắn đến mái ấm, và đây là thời cơ cho thủ đoạn xảo quyệt đó. Bali sử dụng Harvey làm con tin để uy hiếp cô Paris. Trước khi đi cùng hắn, cô đã dặn dò những đứa trẻ hãy cẩn thận, bởi lũ hồn rỗng sớm sẽ đến đây, và dặn dò Harvey hãy bảo vệ mọi người vì chỉ mình cậu có thể nhìn thấy bọn quỷ hồn đó. Nói xong, cô Paris hóa thành một chú chim bay vào lồng. May mắn là bà chim ở vòng thời gian 2016 không bị hắn phát hiện ra, không thì cũng bị tóm cổ bắt đi thí nghiệm luôn rồi. Tất cả mọi người khẩn trương đóng hết cửa sổ cùng các lối ra vào. Giờ đây phòng thủ là trên hết. Ngay lập tức bà chim đã bị lũ hồn rỗng kéo bay ra ngoài. À mà lần này chỉ có một con xuất hiện. Con quái vật đã dùng cái lưỡi thần thánh nhất bổng Ama lên trời. Lúc này chỉ có Harvey mới thấy được con ác độc ngang tàng đó đang hành hạ Ama rất dã man. Không chậm trễ, cậu bắn một mũi tên trúng vào người nó và cùng các bạn bỏ chạy lên lầu. Tên quái vật cũng đuổi theo đến cùng. Trong lúc cấp bách không còn cách nào khác, mọi người thay nhau lần lượt trượt xuống mái nhà. Cô bé này dùng siêu năng lực biến ra một cành cây siêu to khổng lồ. Con quái vật cũng đã vào được căn phòng. Tất cả nhanh chân cùng nhau trèo qua cành cây để thoát thân. Đúng lúc máy bay thời chiến đã đến, thả một quả bom xuống mặt đất. Harvey cầm nỏ bắn vào con quái vật, rồi Eva cởi giày ra. Hai người cùng ôm nhau nhảy xuống. Trước khi quả bom phát nổ phá hủy cả ngôi nhà và thiêu rụi con quỷ hồn chết tiệt đó, không còn cô Paris thì không thể thay đổi dòng thời gian về quá khứ được nữa. Trong 24 giờ vòng lặp sẽ đóng lại, lúc đó bọn trẻ sẽ bị kẹt lại ở năm 1943, và mục tiêu là phải cứu được cô Paris. Không nói nhiều, Eva thổi ra một luồng gió to lớn như chiêu thức sư tử hống đẩy cả chiếc thuyền đã ngấm chìm lên mặt nước. Akina dùng lửa khởi động các lò nhiên liệu. Mọi người lái con tàu tới Blackpool và bước vào vòng thời gian tháng 1 năm 2016. Eva và Harvey phát hiện ra căn cứ của Bali là một hang động nằm dưới khu vui chơi. Theo kế hoạch, Eva bay lên khiêu khích tên cáo già Bali. Hắn liền cho hai tên cận vệ dẫn theo lũ hồn rỗng đi xử lý bọn trẻ, nhưng chúng không biết đã rơi vào bẫy tử thần. Các bạn trẻ đã mai phục trên mái nhà và liên tục ném các khối băng tuyết xuống, dính đầy vào người những con quái vật. Cả cơ thể đám hồn rỗng đã hiện nguyên hình, giờ thì ai cũng có thể nhìn thấy. Ama triệu hồi các chiến binh cốt cán xông lên chiến đấu với bọn quỷ hồn đó. Nhìn bé nhỏ không có da thịt vậy thôi, băng đảng hài cốt còn ghê gớm hơn lũ quái vật rất nhiều. Đánh ở mọi địa hình cho đến khi chém tới bến túi bụi thì mới chịu thôi. Thấy tên quái thú đang lấn thế, cô bé có sức mạnh người khổng lồ xanh liền nhấc bổng một con ngựa đẩy thẳng vào người tên quái vật bay xuống biển làm kỷ niệm. Bali ngồi trong sảnh vẫn chưa biết thuộc hạ đã bị giết sạch. Trong lúc ngơ ngác, cậu nhóc đã thổi ra một bầy ong chúa chích xối xả vào hai tên đồng bọn của hắn. Bali bị Eva thổi bay dính vào tường, nhưng tiếc rằng Harvey đã bắn trượt. Bà này thì là người khỉ liền trèo lên cây trốn, còn ông thần này quấn cả đít bay xuống nước nín thở. Bà phù thủy đu đưa như Spider-Man, phóng thẳng những con dao sắc bén về phía mọi người chạy toán loạn. Ama xông lên nhưng ăn trọn một cú đấm của Bali đã ngất ngay tại chỗ, bởi ông ấy có năng lực cao cấp hơn. Akina thử thách 6 ngày đốt áo lão Target Go, nhân lúc Bali cởi áo dập tắt ngọn lửa. Harvey cầm nỏ lên nhưng không thể bắn trúng hắn. Cô bé chọi một cái ghế vào đầu Bali té rảnh rò. Harvey chuẩn bị ra đòn kết liễu thì bị lưỡi hái xiềng xích của Bali tóm lấy cây nỏ và tặng anh một đấm vào bụng đau đớn không thể nói chuyện nổi. Mục tiêu của Bali là chim của những vòng thời gian chứ không phải là bọn trẻ, nhưng mọi người không thể cho hắn đạt được điều đó.
đó với cô Paris. Cô bé có sức mạnh phi thường đã bị ông thần này đóng băng cả người luôn trong bể bơi. Thấy thế, cô gái sở hữu siêu năng lực sinh trưởng nhanh chóng tạo ra những sợi dây mây bó chặt cơ thể hắn lại. Lúc này Eva và Harvey đang cố đuổi theo Bali. Cô dùng hơi thở siêu thanh thổi hắn bay dính vào rách tường để kéo dài thời gian cho Harvey thả những vị thần chim. Bên ngoài, Akina muốn dùng lửa để làm băng tan chảy, nhưng không ngờ ông cù lôi đó đã thoát ra khỏi dây chói rồi đặt tay lên vai cô. Ngọn lửa trong người Akina quá yếu so với lòng băng dạ sói của xấu xa, nên cả người Akina bị đóng băng ngay tức thì. Ama hồi sinh một con voi ma mút dẫm chết tên tàn ác đó. Về phần mụ phù thủy, do quá hổ báo cáo trồn nên bị cái miệng kỳ lạ của đứa bé này cắn vào tay, thốn đến tận xương tủy. Anh em sinh đôi gỡ mặt nạ lên cho nhìn chỗ ấy đã làm thân thể bà ta hóa đá rồi rơi xuống sàn vỡ nát ra thành từng mảnh. Tưởng chừng Akina bị đóng băng cho đến chết, nhưng khi được Ama trao cho nụ hôn nồng cháy thì lại tỉnh dậy như thiệt. Tất cả chỉ là giả vờ mới biết ai yêu mình thật lòng ấy mà. Ở diễn biến khác, tên Bali bị thổi đến mức cả mồm bay phơi phới văng nước bọt, vẫn cố nói ra được ta sẽ bất tử. Eva không thể cầm cự mãi do đã hết hơi, cô liền xách dép bỏ chạy. Ngay lúc lão Bali phá được cánh cửa tiến vào trong căn phòng thì Harvey đã kịp thả những vị chim trong lồng ra, bay đến cào xé vào mặt ông ấy cho đã cái chân, rồi phi thẳng ra ngoài bay lên trời. Không ngờ một con hồn rỗng vẫn còn sống sót. Đến lượt cô Paris cũng bay đến cả kệ tán vào cái mặt lìn của Bali rồi bay đi. Lão Bali quá cay cú vì kế hoạch đã đổ bể hết, tính nóng như kem muốn xử tử ngay Harvey, nhưng Eva và Ama đã đến. Lão già liền giả trang thành Harvey để lừa hai người. Cả hai Harvey đấu trí lẫn nhau để giành được sự tin tưởng. Không ngờ con hồn rỗng còn sống bên ngoài đã tiến vào trong này. Harvey nhìn thấy nó và tránh đi. Cứ thế tên quỷ hồn đã tấn công nhất bỗng lão Bali điếm thúi lên, chưa kịp biến lại bộ dạng thật để ra lệnh cho đàn em thì đã bị tên hồn rỗng lấy đi hai con mắt. Đây quả là đúng người nhưng không đúng thời điểm. Sau đó Harvey cũng đã cầm nó bắn chết con quái vật ấy, cuối cùng đã tiêu diệt được bọn hồn rỗng độc ác. Harvey đành chia tay những người bạn đặc biệt của mình về vòng thời gian năm 1943. Nếu họ ở đây thì sẽ già đi rất nhanh. Eva nói cần chờ cô Paris hồi phục sức khỏe để tạo lại một vòng lập mới. Khi đó mọi người chỉ già đi một tuổi, nhưng không sau vẫn còn ngọt nước lắm. Hai người ôm nhau rồi từ biệt tại đây. Sau khi mọi người rời đi, Harvey quay lại tìm ông của mình. Vì lũ hồn rỗng đã bị tiêu diệt trong quá khứ nên ông nội của Harvey vẫn còn sống. Khi nghe hết câu chuyện mà Harvey kể cho mình nghe, ông nội thấy cậu đã trưởng thành nên đưa cho Harvey một số tiền cùng tấm bản đồ và kêu cậu ấy hãy quay lại vòng thời gian năm 1943 để tìm Eva. Nghe theo tiếng gọi hạnh phúc, Harvey đã gặp lại Eva. Hai người trao nhau một nụ hôn say đắm sau khi trải qua những chuyện khó khăn trong đời. Lúc này cô Paris cũng đã hồi phục lại sức khỏe và tạo ra các vòng thời gian mới để bảo vệ những đứa con thân yêu của mình, bởi không biết sẽ còn bao nhiêu lũ quỷ hồn bên ngoài thế giới kia. Bộ phim cũng đã kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh Đầu Gấu Review nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.